Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh có một quá trình hình thành và phát triển từ năm 1965, ban đầu, trường được gọi là Trường Trung học Kỹ thuật Tây Ninh. Sau sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975, trường đổi tên thành Trường Kỹ thuật Công nghiệp Tây Ninh và năm 1986 lại mang tên Trường Cơ điện Việt Xô Tây Ninh. Vào năm 2007, trường chuyển đổi thành Trường Trung cấp Nghề Tây Ninh và tiếp tục nâng cấp thành Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh vào năm 2014. Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh có nhiệm vụ chính là đào tạo nghề hệ chính quy cao đẳng và trung cấp trong các ngành nghề khác nhau. Các ngành nghề mà trường đào tạo bao gồm: cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, quản trị cơ sở dữ liệu, kế toán doanh nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, công nghệ ô tô và nhiều ngành nghề khác trong cả hệ cao đẳng và trung cấp. Ngoài ra, trường cũng có chương trình đào tạo sơ cấp và đào tạo nghề thường xuyên trong các ngành như tiện gen, nguội căn bản, hàn điện, sửa chữa máy kéo, lắp đặt điện, điện dân dụng, điện lạnh, điện tử, điều khiển lập trình, PLC, CNC, sửa chữa máy tính, may công nghiệp và nhiều ngành nghề khác trường cũng liên kết đào tạo với các trường cao đẳng và đại học khác, cung cấp bồi dưỡng và nâng cao tay nghề, cũng như tham gia trong thiết kế và gia công lắp đặt về kế hoạch đào tạo, trường cung cấp chương trình cao đẳng và trung cấp chính quy. Đối với chương trình cao đẳng, yêu cầu văn hóa đầu vào là tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, đối với chương trình trung cấp, yêu cầu văn hóa đầu vào là tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, học sinh có bằng trung cấp và tốt nghiệp trung học phổ thông cũng có thể tham gia học liên thông lên cao đẳng hoặc đại học. Ngoài ra, trường cũng tổ chức chương trình đào tạo sơ cấp và đào tạo nghề thường xuyên mở cơ hội cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia thời gian đào tạo và chứng chỉ được cấp phụ thuộc vào từng ngành nghề cụ thể